Thưa quý vị, quý vị là nghệ sĩ nhiếp ảnh thì quý vị cầm máy, quý vị chụp ra ảnh đó là chuyện rất là bình thường. Nếu như quý vị cầm máy ảnh nào, quý vị chụp ra tranh thì mới khiến người ta đáng sợ. Thì cái bài này chúng ta thực hiện cái điều đó đơn giản như sau. Dĩ nhiên máy ảnh này không thể chụp ra tranh được, chỉ có qua phù phép của Photoshop thì chúng ta mới làm được điều đó. Như quý vị thấy, cái bức ảnh này là của nghệ sĩ nhiếp ảnh Quốc Hân. Tôi đã dùng máy kỹ thuật số tôi chụp thành cái file ảnh. Dĩ nhiên cái file này tôi phải chụp cho nó nét, cho nó tốt rồi đã, rồi sau đó tôi biến thành tranh và tặng cho anh ta. Thì đó chính là cái nội dung của bài hôm nay. Chúng ta thực hiện bài này như sau, nó có gì đơn giản lắm. Chúng ta chỉ cần có một cái file gốc như thế này, bạn hãy chuyển nó về thành đen trắng, và trước khi làm ta nhấn F7. Chúng ta nhấn Ctrl Z để tạo ra một cái bản copy mới của cái lớp ảnh. Rồi sau đó chúng ta chuyển nó thành về đen trắng. Cách chuyển về đen trắng thì bạn có thể nhấn Shift Ctrl U. Đơn giản. Rồi thứ hai là bạn nhân bản cái lớp đen trắng này lên bằng một lệnh là Ctrl Z. Rồi sau đó chúng ta chuyển cái này về âm bản ngược lại là Ctrl Y. Ctrl Y. Tiếp theo, bạn chuyển cái lớp này về một cái hiệu ứng khác, đó là hiệu ứng Calibre Doppler, cái nào cũng được. Rồi, bạn sẽ vào trong tiếp tục là cái phần filter. Bạn chọn đây là order, và tiếp theo là chọn cái hướng cho nó là minimum. Rồi bạn thấy nó ra cái nét rồi, cái đường nét là nhiều ít được, chúng ta giống ta cho nhiều hết mà thôi, dụ cho 10 thì nó lại nhiều hơn, chúng ta cho ít thì nó lại bén hơn. Rồi chẳng hạn trong hợp thì cho khoảng cỡ 5 4 hoặc 5 cái nào cũng được, cho khoảng 4 thôi. Rồi ta nhấn ok. Khi bạn có đường nét rồi thì bây giờ chúng ta sẽ làm cho nó bén hơn bằng cách là bạn sẽ giữ từ cái tạo ra một hiệu ứng khác nữa, đó là leo hoặc là m, mình cho m cái nào cũng được hết. Tôi sẽ kéo cho nó tăng cường cái độ nét cho nó được bén hơn. Đây, được kéo xuống này để bén nét hơn rất là nhiều. Rồi tôi nhấn ok, đơn giản như thôi. Bước tiếp theo là tôi sẽ gộp tất cả các lớp này lại bằng 4 phím Shift Ctrl Alt E thành một cái lớp mới. Và cái lớp này chúng ta sẽ thực hiện như sau, ta sẽ bôi tất cả những cái bên ngoài để cho nó sạch sẽ lại, và ta bôi ta tô trắng vào bên trong thì cái hình ta nó sẽ được đẹp hơn. Thì đây chúng ta sẽ dùng công cụ Doctor Tool. Chúng ta cho cái phần này là middle, chúng ta sẽ bôi chỗ ngoài này. Nếu mà bôi mình thấy nó không có ăn nhập gì hết thì chúng ta lại chuyển sang cho nó highlight. Nhờ highlight rồi bạn sẽ bôi nó. Đó, hay nó mất toàn bộ. Bôi này luôn. Tương tự như thế. Chúng ta bấm Ctrl Z mà bôi quá đà, Ctrl Z. Ra sẽ quẹt đây. Quẹt đây. Quẹt xuống đây. Vậy xuống đây, bên ngoài thầy cho nó trắng hết. Rồi. Mục đích của highlight là nó làm tự cho những cái vùng mà nó có màu nó biến thành trắng hết. Chân dắt lại nữa là phạm. Rồi sau khi xong cái này rồi thì bạn sẽ cho tôi cái cọ này nó giảm lại còn khoảng cả 20% mà thôi. Chúng ta sẽ xử lý bên trong cái vùng mặt này cũng lớn lên. Những cái chỗ mà nó phạm đây bạn có thể giảm nhẹ lại bằng cách là chúng ta quẹt lên như thế này. Ở những vùng này chúng ta cho nó sáng lên. Đây ông quẹt bớt đi những chỗ này. Rồi bạn cho cái nhân trung mà hiện lên.
Rồi, cho to lên nha. Về chỗ này. Nhìn hơi lát quá. Tao quẹt nhẹ thôi. À, thưa bạn, chỉ có một vài chiêu đơn giản ta đã chuyển được cái hình từ hình màu là từ hình màu như thế này. Hình màu thành hình tranh vẽ. À, và bạn có thể vô tư tặng cho các cái bạn bè chúng ta. Thì như vậy ta có thể kết luận rằng từ máy ảnh ta có thể chụp thành tranh, không nhất thiết phải ra hình như các bạn đâu.